Kế hoạch tháng từ ngày đến ngày 30/9 thì nói chuyện chị. Không, kế hoạch thì phải ngày hôm nay các anh đi làm cái gì và làm ở đoạn đường nào. Đấy, phân công ở đâu? Đấy, đúng. Đúng rồi. Trần Văn Thọ 19276. Tập trung vào cho mới đi thổi kinh. Anh thử em thoải mái mà kiểm tra đi. Em thổi cho không vấn đề gì đâu. Em thử cho. Không vấn đề nào. Em thổi cho. Ông rượu đâu, tôi uống rượu. Không, tôi thổi được, tôi thì tôi thổi được. Đúng rồi, anh nói đúng. Vì anh không dám thổi thì không. Vâng, các anh phải có kế hoạch, các anh cần tôi thổi cho. Rồi, để tôi thổi cho. Các anh phải có kế hoạch, đi làm phải có kế hoạch. Còn đây tôi thổi cho. Đúng ra đòi hỏi anh quyền công dân đi ra. Rồi, ok rồi anh. Không, nhưng mà phải có kế hoạch. Các anh phải có kế hoạch đi làm. Anh cứ đưa các anh đưa kế hoạch ra cho người ta là xong mà, có gì đâu. Rồi, không có gì, vấn đề gì. Không bắt người ta như thế được. Các anh có kế hoạch, các anh có kế hoạch đàng hoàng, có chuyên đề thì người ta sẽ thổi. Đúng rồi. Các anh phải nập chốt đằng trước đàng hoàng. Đây là nập chốt chỗ góc này đấy, kiểm tra nồng độ cồn chốt đây là trong góc này, trong ngõ đường nghẹt, đường nghẹt địa hình địa vật phù hợp cho phù hợp. Chỗ này nó rất nguy hiểm, không may giờ người ta đến cái giật mình nhìn thấy công an là người ta ngã, đứng ra giữa đường vẫy đàng hoàng, đúng điều lệnh. Đúng điều lệnh nhiều nước, nguy hiểm. Tại sao các anh không đưa cho anh xem cái chuyên đề kế hoạch hôm nay đi làm đấy? Anh xem rồi. Xem thì nó hôm nay là ngày gì, làm gì, có tổ chức kiểm tra nồng độ cồn chẳng hạn. Kiểm tháng thì không được. Ngày hôm nay các anh làm ở đoạn nào, làm ở cung đường nào, có những đồng chí nào đi làm, các anh phải có hết đầy đủ. Ai là người được phép đi? Tôi nói cho anh chứ. Bây giờ các ông đang trực ban, ông gác cổng đi ra đây ông bắt người ta. Vâng, chúng tôi không bao giờ làm thế, phải có kế hoạch của lãnh đạo duyệt ở nó, chúng tôi đi ra. Duyệt thì mang lên cho tôi xem. Các ông quen ra đây. Quay kế hoạch không quay kế hoạch này chắc là không phải cái tài liệu mật đâu. Được quyền giám sát. Cái kế hoạch không phải tài liệu mật. Cái kế hoạch em nghĩ là không phải tài liệu mật. Đấy, em nghĩ thôi. Chắc chắn là không phải điều mật. Em nghĩ thôi. Kế hoạch em xem ngày tháng đấy. Giám sát các anh làm. Tôi vi phạm, anh trả lại cái gì mà anh đổ tôi vi phạm cả. Giám sát, chưa? Tôi đứng ra tôi. Giám sát thì đứng gần mới giám sát rõ được. Đồng chí, đúng rồi. Các bác phải nói thế. Đúng rồi. Có quay thì vẫn quay, tôi có bỏ gì đâu. Tôi không quay các anh đây chứ, tôi quay không quay đâu. Trần Văn Thọ, Vũ Minh Tân, Nguyễn Văn Quỳnh, đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh với anh nhá. Rồi. Anh nhá, tập của bao nhiêu đồng chí? Tôi chỉ cần đọc. Mấy đồng chí? Để tôi xem nào. Anh ơi, đừng soi đèn ở mặt anh ơi. Tôi đọc hết cho anh rồi nè. Anh cần cái gì cơ rồi. Cháu chú ý quan sát vào. Xem đi. Rồi. Kế hoạch chúng tôi đang. Đúng rồi, chúng tôi đang thực hiện cái kế hoạch. Đâu, cái kế hoạch của ngày hôm nay đấy. Anh đưa tôi xem lại kế hoạch ngày hôm nay. Đây không có kế hoạch ngày. Chúng tôi xây dựng kế hoạch. Công an Nam Sách đang nói là không có kế hoạch ngày nhá. Anh em nhá. Không, đừng nói. Nếu mà anh đạt được chuyên đề. Anh nói như thế sai hoàn toàn. Nhá. Là sai anh của chú lại.
thoải mái ạ. Không kêu lại nhưng nó thực tế rồi. Ông Nguyễn Quang Dũng ơi, anh kêu lại thoải mái nhá. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Ông đầu này chỗ vừa tôi xem. Mấy người hôm nay mấy người đi nào? Là tôi xem đến xem bài đây bài. Đấy là làm là anh sai anh cứ làm tôi kêu lại anh em. Sai đâu làm anh làm ở đấy. 8 người. Anh đầu xem có 8 người đủ 8 người này không? Anh đồng xem đủ 8 người không? Đâu lại đấy. Còn chúng tôi làm theo kế hoạch số 1450 của công an huyện Cam Sách ngày 15 tháng 9. Kế hoạch vừa anh đọc đấy. Đấy là 15 tháng kế hoạch tôi còn nghe nói ngày hôm nay cơ. Đấy là yêu cầu cá nhân của các anh thôi. Ồ, nguyên tắc này nó phải có kế hoạch chứ. Làm ở đâu tuyến đường nào. Những ai chứ. Cái này không phải là thích, đây không phải là thích. Cái này không phải tài liệu mật anh ạ, không phải tài liệu mật. Bác nghĩ thế thôi. Chắc chắn là không phải tài liệu mật. Kế hoạch để cho người dân xem. Cứ không ai bảo gì cả. Kế hoạch để cho người dân xem. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đúng yên tâm nhá. Còn nếu khi bác đã uống rượu rồi, mình đã uống rượu rồi thì mình phải nhận. Sai mình phải nhận. Đúng rồi. Kế hoạch là để cho người dân người ta xem biết cái mình đi làm cái gì thôi. Ông đưa tôi xem lại kế hoạch nhé. Không không không, vâng, anh dám luôn những phút trong anh. Anh cứ để cho người ta thu xe đi, cứ để cho người ta giữ xe, lập biên bản giữ xe. Anh để cho lập biên bản giữ xe đi. Vấn đề gì đâu. Anh không đồng ý với nỗi mà mình như vậy là xong. Tôi nghe đọc mới chỉ có 3 người nhưng mà đây tôi đến.